là lúc mà bước vô khán phòng này á, Diễm My thấy nó cực kỳ đẹp. Còn em rất yêu cái tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng, mà hợp tác hôm nay đó là lần đầu tiên. Đàm Vĩnh Hưng rất là số 1 ca hát, còn em là một người vẽ và họa sĩ điêu khắc. Mình làm cái nghệ thuật của mình đó là rất là tuyệt vời cho người Việt Nam. Mình tên là Hải Yến, mình sống tại Nhật Bản. Thì mình về Việt Nam để đu show anh Đàm Vĩnh Hưng. Mình là người đầu tiên mua vé từ lúc mà vé chưa in. Theo như lịch trình thì là show sẽ diễn ra vào tháng 3. Thì mình cũng đã mua vé xong xuôi hết trơn rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng đi về Việt Nam nhưng mà không có xem được show. Cái vé này là mình phải mua vé để quay lại nè. Thì coi show xong là mình sẽ quay về Nhật ngay lập tức. Và mình tới đây thì mình nhìn khán giả như vậy, mình cảm thấy mình hãnh diện khi mình được hòa nhập vào những khán giả như thế này. Là một phần của những khán giả của anh Hưng thì mình cảm giác mình là giống như mình là người đu idol thành công. Rất là hạnh phúc luôn ạ. Cô tên là Ellen Đặng, cô đến từ Paris ở Pháp. Bữa nay cô ăn chè táo sọn rất là ngon. Đối với lại cái không gian rất là hoành tráng. Rất vui được dự cái show của em Hưng hôm nay. Có rất là nhiều thứ giống như là từ xưa giờ của mình vậy đó. Nãy giờ cô cũng muốn nhào vô lắm á. Nay với một không gian cực kỳ là đông cũng như là thấy rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ và các doanh nhân đến dự live show của anh Đàm Vĩnh Hưng. Trang thấy rất là vui và thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của anh Đàm Vĩnh Hưng rất là lớn. Cái show này là một cái show rất là xứng đáng để đi xem vì đây là một cái show mà anh Hưng hát nhiều nhất. Tất cả những bài hát về bolero và mashup rất là nhiều. Nghe nói đâu là 200 bài. Và chúng cũng đang rất là mong đợi bởi vì anh nói với Jun kỳ này là anh sẽ lập kỷ lục luôn và cũng chúc cho anh sẽ thành công đêm nay. Anh thấy sao ạ? Đối với anh thì trời ơi, anh buồn lắm. Anh buồn? Nó làm show hoài. Lại show miết. Mà cái đa show là cũng nhiều tiền hết trơn á. Mười mấy tỷ. Gặp anh mua mấy cái nhà. Anh mua nhà chứ không làm show. Không làm show, ơi. Hôm nay ngoại có hát không? Không, tại vì hả, cái chương trình live show hát toàn nhạc xưa không hà. Mà trong khi ngoại rất là trẻ. Ngoại rất là trẻ. Cho nên là không có hát. Không hợp. Hát không có hợp cũng không phá nát cái live show của người ta. Nói gì nói chứ thật sự đây là một cái live show mà cuối cùng dự án Bolero. Thì Vũ Hà với Nam Thư đó, thì chúc cho bạn thân, bạn yêu, anh yêu, chồng yêu đó, người trong mộng đó, rực rỡ. Rực rỡ nha Hưng ơi. Ngày em thắp sao trời. Con là fan của chú Hưng, fan từ lớp 4 rồi. Con rất là thích chú Hưng. Hôm nay con tới đây xem, con rất là phấn khích khi được thấy chú Hưng hát trên sân khấu. Mong có một ngày nào con cũng có thể đứng trên sân khấu và có thể hát chung với chú Hưng. Con mới đi nghe chú hát lần đầu thôi nên còn hơi hoang mang về chỗ này. Thấy chú khá hiền và dễ thương. Cái tình cảm của anh Hưng đối với mọi người thì ngày hôm nay cái live show này diễn ra chị nghĩ sẽ rất là thành công. Đêm nhạc hôm nay để kỷ niệm cho 19 năm với một con đường đi bền bỉ và vang danh của Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó làm cho tất cả mọi người đều rất là hân hoan, rất là hạnh phúc khi có mặt hôm nay để cùng chúc mừng anh. Chắc chắn trong đêm hôm nay sẽ là một đêm thăng hoa và một đêm mà Đàm Vĩnh Hưng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để chia sẻ cùng với khán giả. Con đường xưa em đi vẫn đến mãi tốt thề. Nó hơi khàn thì livestream hơi nhiều nhưng mà thật sự Bolero nó đã ăn trong máu những người gọi là thế hệ mình, nó 8X 9X cùng những cô chú lớn nữa. Có nghĩa là ngày xưa nghe theo ba theo mẹ rồi nghe karaoke rồi nghe la vô rồi rất là nhiều. Thì ngày hôm nay là biết anh Đàm Vĩnh Hưng là gọi là làm mới lại những ca khúc Bolero. Đúng, cho nên rất là phấn khởi, hồ hởi để mà đi xem. Và lâu lắm rồi mà thấy không khí mà nhộn nhịp và bà con mà kéo đi mà xem như thế này rất là lâu luôn. Không chỉ riêng Việt Nam, còn quốc tế về nữa, hải ngoại về nữa. Đó, thương dữ lắm. Nous on le connaissait depuis plus de 20 ans avant qu'il soit super connu comme aujourd'hui et il est resté lui-même, il a pas pris la grosse tête. Nous on l'adore.
Et j'aime beaucoup comment il s'habille. Il s'habille très bien, c'est de Made in France. En un mot, on adore, il est juste magnifique. Magnifique. Tôi nghĩ là một cái chương trình như thế này mong sẽ được làm nhiều lần hơn nữa để tất cả những người ở cái thời đại tôi cũng như sau này được biết, được thưởng thức một cái phần âm nhạc tuyệt vời của người Việt Nam. Lần đầu tiên hát những ca khúc này cảm thấy lo lắng, nhất là trước những cái lời giới thiệu rất là những mỹ từ của anh Hưng dành cho Linh. Linh xin cảm ơn anh rất là nhiều nhưng mà làm cho Linh rất là áp lực. Và Linh xin cảm ơn tất cả những tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị khán giả trong đêm nhạc ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Quân cảm thấy là anh Hưng rất là làm khó khách mời á mọi người, tại vì mỗi Quân nghĩ là mỗi khách mời đều phải thể hiện một cái bản mashup, mặc dù là đã thu trước rồi đó nhưng mà đối với Quân thì nó rất là khó. Tại mọi người biết sao, tại vì lời bài hát là những cái bài mà thật sự mình cũng ít có khi nghe á, nên là mình sẽ dễ quên và dễ bị nhầm với nhau. Và trong cái bản mashup của Quân là toàn những cái bài nó khá có giai điệu khá là giống nhau nữa, nên là hôm nay rất là căng thẳng quá mọi người, tự nhiên đứng cạnh anh Hưng cái căng thẳng dã man luôn. Nhưng mà cảm thấy là ngày hôm nay rất là mừng cho anh Đàm, bởi vì đã có một cái live show mà đánh dấu lại cái bao nhiêu năm ca hát của anh và được nhiều người yêu thương và ủng hộ như vậy. Có thể nói là Đàm Vĩnh Hưng là một phù thủy và âm nhạc đó, dẫn dắt khán giả đi bất ngờ từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, và cuối cùng tất cả cảm xúc nó bùng nổ. Có buồn, có vui, có những lúc nghẹn ngào, rất là nhiều ký ức nó ùa về với tất cả mọi người, và gần như những cái không gian nó chìm đắm trong tất cả những ký ức, giúp cho con người chúng ta cảm giác là ô, mình là ai, mình đang ở đâu, và lúc đó mình quên mình là ai luôn nữa. Cảm ơn Đàm rất là nhiều, một đêm rất là tuyệt vời. Có rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, trẻ có, lớn tuổi có, trung niên có, mọi người đều rất là chìm đắm trong cái tiếng hát của anh Hưng, cũng như là chìm đắm trong cái sân khấu, cái âm thanh, cái ánh sáng, tất cả mọi thứ phải nói rất là tuyệt vời. Mình thấy được một cái năng lượng rất là tuyệt vời của anh khi mà anh đứng trên sân khấu, một cái niềm đam mê với nghệ thuật. Phải nói là mình luôn học hỏi anh. Anh giống như là một tấm gương để cho các em noi theo vậy đó. Và Lâm Vĩ Dạ luôn ước mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một live show hoành tráng như anh và được sống trong tất cả những tình yêu thương của quý vị khán giả giống như anh vậy. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là đêm nay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng của chúng ta đã giành thêm một kỷ lục mới nữa. Xin được chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chúc live show anh thành công tốt đẹp. Hẹn anh và mọi người tiếp tục ở live show ở Hà Nội nhé. Ngày 18 tháng 5. Phải nói là quá vui luôn, Hưng hạnh phúc lắm luôn á. Hưng vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn của mình với 35 tiết mục và tổng cộng là 62 bài hát, và thiết lập một kỷ lục mới nhất trong sự nghiệp của mình là ca sĩ hát nhiều mashup nhất trong một đêm với khán phòng đầy kín khán giả, không còn một vé nào sold out trước 3 ngày. Hưng cảm ơn mọi người thật là nhiều, cảm ơn rất rất nhiều từng chiếc vé mà quý vị đã lựa chọn để yêu thương và cho Hưng vinh dự này. Và một lần nữa, Hưng đang rất nóng lòng để bay ra Hà Nội để chứng kiến một lần nữa những vinh dự này, sự yêu thương này và sự đầy ắp này của khán giả Hà Nội. Mua những cái chiếc vé liền đi quý vị ạ. Đây là một chương trình rất đáng để xem. Xin hẹn gặp tất cả quý vị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào đêm 18 tháng 5 2024. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy đến với Hưng nha. I love you my fans.